Và cái tâm phân biệt của chúng ta đó thì khiến cho chúng ta nhìn thấy thế giới nó như là lúc nào cũng phải là một trong hai, chứ không thể nào là cả hai một lúc. Ví dụ thế này, chúng ta thường cho rằng sạch là sạch, dơ là dơ, chứ không phải là vượt lên sạch là dơ. Chúng ta biết kinh Bát Nhã là luôn luôn nhấn mạnh là không sạch không dơ, không có sắc cũng không có không, sắc là không mà không cũng là sắc, tha cũng là phi tha đó. Thế thì cái cách tư duy của người Nhật là cách tư duy của thiền, mà Đà Bà La chắc chắn có chịu ảnh hưởng. Mặc dù là cô mỗi nền văn hóa cô lấy một chút ảnh hưởng thôi, nó là như cái nguồn nuôi dưỡng á. À, trước tiên để trả lời sau cái này, câu hỏi này á, thì tôi xin nói là những cái mà chúng ta dùng, những cái từ chúng ta dùng nhiều á, thường thường là chúng ta dễ hiểu nó một chiều. Ví dụ căn tính, là ta tin là mỗi người có một căn tính, hay là mỗi dân tộc có một căn tính. Nhưng mà có hai triết gia rất lớn phủ nhận điều đó. Thứ nhất là Ortega của Tây Ban Nha, triết gia đứng đầu của Tây Ban Nha, cái gia hiện đại số 1 của Tây Ban Nha, và một trong những triết gia nổi tiếng và được nhiều nhất Việt Nam ở Pháp, là triết gia Julien, François Julien, mà mấy năm nay Hoàng Ngọc Hiến mà rất nhiều người dịch gần như toàn bộ sách triết của ông sang tiếng Việt mấy chục cuốn đó. Thì hai triết gia này đều có những tuyên bố về căn tính hoàn toàn ngược lại với cách suy nghĩ bình thường của chúng ta. Thứ nhất là Ortega. Ortega cho là con người không có tính gì hết, con người không có tính, vô tính, không có tính gì hết. Ông ví dụ thế này, con ong thì nó có tính, con kiến thì nó có tính, con hổ thì có tính, con chó sói thì có tính, nhưng con người có tính gì? Con người thay đổi liên tục từ thượng cổ đến nay, và thay đổi từng sát na này đến sát na khác. Ngay bây giờ con người là loài không có tính. Ví dụ như bạn biết là con ông mà triệu năm trước thế nào thì con ông bây giờ là thế ấy. Nó xây tổ như là tổ tiên nó ngàn đời xây, không buồn thay đổi một tí nào hết. Nhưng mà con người không bao giờ mà chịu đứng yên, chịu ngồi yên, chịu nằm yên, chịu suy nghĩ yên, suy nghĩ cũng yên nữa bạn, rất là yên định. Nhưng mà không, con người luôn luôn là nhảy múa với đời sống mình, nhảy múa theo kiểu giò ba. Thì như vậy con người không có căn tính, bởi vì em ta có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Anh nói là cái căn tính cái thằng này là nó ác lắm nha, nó có máu giết người đó. Nhưng mà nó đừng tưởng như thế, vài năm sau bạn có thể thấy nó là một ông Phật theo đúng nghĩa ông Phật luôn. Leonardo da Vinci đã từng vẽ một người mẫu, mà người mẫu đó là tượng trưng cho Jura, tên ác ôn nhất. Khi vẽ bức tranh Bữa Tối Cuối Cùng, Leonardo da Vinci đã vẽ Chúa đầu tiên, và sau hơn 6 năm tìm kiếm, ông đã tìm thấy hình mẫu của kẻ phản bội Judas. Trớ trêu thay, được chọn làm hình mẫu Judas lại chính là người thanh niên đẹp để mà 7 năm trước đây Leonardo da Vinci chọn làm hình tượng cho Chúa. Câu chuyện ẩn sau bức tranh cho chúng ta thấy rằng bản chất con người không phải là thứ cố định. Ngày hôm nay, bạn có thể là người rất đẹp đẽ, nhưng ngày mai, không ai có thể nói trước rằng bạn sẽ thay đổi ra sao. Thì cũng thắng, nhưng mà lúc thắng là Judas, lúc thắng là Jesus. Chỉ có con người mới vậy, con ong nó không như vậy, con rắn nó không như vậy, con rắn nó có rắn tính, xà tính. Nhưng mà Ortega nó con người không có tính, anh vừa nói tính cách nó xong thì nó thay đổi anh xấu khổ luôn. Ví dụ như anh giới thiệu hắn là một người thế này thế kia, nhưng ngày hôm sau khác rồi, ngày hôm sau khác rồi. Anh gặp là nó coi chừng anh gặp một cái gì, một cái phiên bản ngược đó, hoặc là thậm chí là một cái gì mà anh không tự tưởng tượng nổi luôn. Thì con người là không có tính. Rồi đến Julien thì có viết một quyển sách, vậy ta tiếng Việt rồi đấy nha,
là không có căn tính văn hóa. Giờ Duy đang lý luận như thế nào? Duy đang lý luận rằng nếu mà gọi là văn hóa là căn tính đó, ví dụ văn hóa Việt là căn tính Việt, văn hóa Nhật là căn tính Nhật đó, thì nó nguy cơ thế này là nó không thay đổi. Nó không thay đổi. Người Nhật là chỉ yêu thiên nhiên thôi, là vĩnh viễn như vậy, chả bao giờ mà họ làm cái gì về kỹ thuật máy móc tốt quá. Họ làm họ yêu thiên nhiên mà, cái lúc nào cũng yêu hoa đào, lúc nào cũng yêu lá phong đỏ đốm đốm bay rồi chẳng hạn, thì làm gì nên chuyện chế bom hạt nhân. Nhưng mà làm gì có cái chuyện đó các bạn. Có những người Nhật bây giờ họ chẳng bao giờ họ nhìn qua đào cả. Phải không nào? Thì như vậy chúng ta thấy là, nhưng mà không phải là không có gì nhá. Duy đang nói rất hay, rất là thuyết phục. Văn hóa như một căn tính thực ra chỉ là nguồn nuôi dưỡng. Nguồn nuôi dưỡng có nghĩa là nó gây cảm hứng cho ta, nó gợi cảm hứng cho ta, chứ nó không truyền lệnh, nó không áp đặt, nó không trói chúng ta vô một khuôn mẫu. Đấy mới là hiểu được cái căn tính là gì. Nó là nguồn nuôi dưỡng thôi, nguồn nuôi dưỡng thôi. Ta lấy cảm hứng từ đó. Cũng một cổ máy móc hiện đại, nhưng mà Nhật nó chế ra thì luôn luôn xinh xắn, luôn luôn ưa nhìn, luôn luôn đẹp. Nó là vậy đó, nguồn nuôi dưỡng mà. Chứ không phải là gì chỉ biết yêu hoa đào mà bám vào cái gì thiên nhiên thôi, cái gì máy móc thì chúng ta loại ra, không phải. Cái tính máy móc thì loại ra, không phải. Cho nên cái lý luận của Duy thật là thuyết phục hơn là lý luận căn tính là không thay đổi, vì nó có gian sơn dễ đổi, căn tính khó dời mà, phải nào? Nhưng mà Duy thì không. Duy nói là căn tính nên dời đổi liên tục, miễn là lấy cái nguồn nuôi dưỡng và truyền thống đó, làm cho nó thêm một cái sắc màu mới. Ví dụ như một cỗ máy, đáng lẽ là nhìn thấy gớm, nhưng mà Nhật đó là một cỗ máy nhìn thấy dễ thương, cực kỳ dễ thương. Kawaii là viết ra từ Nhật, viết ra chỉ thẳng là khả ái, đáng yêu, dễ thương, xinh xắn. Một cái xe, một chiếc xe máy của Nhật là xinh xắn, một xe máy của phương Tây. Như vậy đó thì những cái nhân vật của cái Tawada luôn luôn là thay đổi. Nó thay đổi và cái khuynh hướng siêu hiện đại nó thường ca ngợi là động chuyển đó. Có lần nói về tư tưởng siêu hiện đại ở trong trường, hình như là cô Văn hôm đó cũng có nghe đó, thì chuyển động liên tục là chúng ta thấy cái tính đó ở tác giả Tawada Yoko. Cho nên những cái gì mà Nhật Bản mà vô tác phẩm của Tawada cũng chuyển động liên tục. Rồi bây giờ ta nói là cái nhân vật là chàng chó cũng vậy, anh ta chợt đến chợt đi luôn. Tự nhiên ta tới gặp cô giáo là anh ta nói nhận được điện tính chưa, rồi ta ở luôn cái bên cô này mà không biết điện tính gì, mà không biết là từ đâu mà anh ta biết cô giáo này, rồi anh ta tại sao ta vào nhà cô gái này mà không vào nhà người khác, thì không có giải thích gì hết. Con người có những cái hành vi mà không giải thích, con vợ thì ta giải thích được, con hổ mà nó lồng lộn lên nó vô bằng được, còn con mồi thì nó đang đói giải thích được. Nó no mà nó thấy một xác chết có khi nó không đụng tới, nhưng mà một con vật, con người đang di chuyển thì nó sẽ tấn công khi ta đói, thì cái đó là giải thích được. Nhưng mà cái chàng chó này tuy là chó nhưng cũng là người, và có cái xác thân là người, thì anh ta không thể giải thích được tại sao anh ta nhà cô giáo, không giải thích được. Rồi anh ta biến đi cũng không giải thích được tại sao anh ta biến đi. Và vì Tawada Yoko biết rất rõ
rằng là con người là không phải của những biên cương nào hết, mà vượt qua biên cương, vượt qua cái nhị biên là tục và thanh, dơ và sạch. Cho nên rất là buồn cười, chó thì ai cũng biết là liếm láp lung tung, mà thậm chí là ở trong cái này có diễn tả rất là dung tục là chó nó liếm mông của cô công chúa khi cô đi vệ sinh xong, nghĩa là rất là dơ. Thế nhưng mà nhân vật chó trong này yêu sạch sẽ đến mức độ kinh khủng. Sao kỳ vậy? Vì cô không có thấy có căm tính gì ở con chó, cũng như căm tính gì con người, bởi vì chó đây không phải là chó, chó đây cũng là người. Cái vấn đề là rắc rối như vậy, không phải con chó nó xuất hiện, mà là một con người xuất hiện, và con người đó nó lộ ra một vài tính cách chó. Nhưng mà cái sạch sẽ thì không phải là tính cách chó, nó sạch tới mức độ mà mọi người khó chịu luôn đó, thì nó không phải là tính cách chó. Tức là không phải là chó nghĩa là có tính cách chó theo tôi và đa, mà là người thì bởi vì người không có thùng người, mà chó đây cũng không phải là thùng chó, mà thậm chí trong cái chuyện La Mã tôi kể đó, mà cũng quái vật không phải là quái vật người, không phải là người, mà là chính bản thân thần tình yêu. Đấy, cái hay của tác giả này là viết văn rất là hài hước, rất là như là dẫn chơi này, nhưng mà nó lại có những cái ý tưởng sâu thẳm rằng chúng ta đừng tìm cái mà thuần nhất, mà chúng ta sẽ thấy sự lai tạp, sự hỗn dung, sự dung hợp diễn ra khắp nơi trên cái mặt đất này. Đó, chúng ta đó là trả lời câu hỏi thứ hai của cô Vân. Xin cảm ơn.